theo những mà người Việt Nam mình ở sang đây, thì nói chung là người Việt Nam mình sang đây thì không biết là đạo ở đây thì đang theo đạo tôn giáo nào. Nhưng mà thực tế khi mà mình ở Việt Nam mình có nghe là Hồi giáo, người Islam, nhưng mà không biết là người Islam là như thế nào. Nhưng mà khi đặt chân đến Saudi này thì biết được là người Hồi giáo Islam là đang thờ phụng những gì và đang thờ phụng như thế nào. Tức như là người Islam Hồi giáo ở đây, hoặc là toàn quốc, tất cả người mang tiếng là Islam Hồi giáo thì đều thờ phụng Allah Subhanahu wa ta'ala, đứng chủ tể muôn loài, và Ngài là người nuôi dưỡng và cấp dưỡng cho chúng ta. Cho nên gì, người Islam đáng thờ phụng Allah duy nhất thôi, chứ không phải là mình đang nghi ngờ là Islam là đạo lừa gạt, hoặc là đạo nói như thế này thế nọ mà làm khác những gì mà lời nói. Nhưng mà thực tế những chuyện đó thì đương nhiên là người nào bước vào Islam hoặc là hiểu về Islam mới biết được là như thế nào. Tại vì Islam là đưa đến một niềm tin hoặc là hướng dẫn con người đều là đi đường tốt, chứ không phải là như mình đang nghĩ. Như mình đang nghĩ ở Việt Nam, mình đang nghĩ là đạo Islam là không phải là như thế. Và hơn nữa, giống như anh em mình sang đây làm việc công nhân lao động, hoặc là chị em đang làm việc giúp nhà trong những ngôi nhà ở đây, thì có đôi thì họ biết được là những người chủ của họ đối xử của họ như thế nào. Đó là những người mà theo Islam chính gốc, là hiểu về Islam. Cho nên Islam thì không bao giờ giống như mình nghĩ, là mình cứ nghĩ là họ ác lắm, họ làm như gì mà mình đang suy nghĩ ở Việt Nam. Mình nghe Islam, mình nghe Hồi giáo là mình sợ. Nhưng mà thực tế mình bước vào đây, mình sang nước này, tất cả là người ở đây đều là theo Islam, Hồi giáo. Cho nên gì, những người anh chị em ở đây mới hiểu hiểu biết được là Islam như thế nào, và Islam tốt như thế nào, và thờ phụng những gì. Và hơn nữa, người Việt Nam chúng ta thì ở Việt Nam thì đa thần, nhưng mà một số thì thờ bức tượng, hoặc là còn một số khác thì thờ phụng cha mẹ. Nhưng mà mình biết lại, các thờ phụng hoặc là các đạo chân lý nào bất cứ đều hướng dẫn con người đi đến con đường tốt đẹp, chứ không một đạo nào hoặc là Hồi giáo nào, giáo nào đưa con đường sai lầm. Tức như là tất cả Hồi giáo hoặc là người các tôn giáo nào bất cứ đều hướng dẫn con người đi con đường tốt. Nhưng mà quan trọng việc thờ phụng có chính như Islam hay không, và thờ phụng đó có đúng hay không, điều đó mới là mình đáng suy nghĩ lại, đáng tìm kiếm lại những gì mà gì mình đang làm, hoặc là những gì mình gì chưa hiểu được Islam thờ phụng gì, hoặc là mình đang thờ phụng như thế đó có đúng hay sai. Tại vì mình làm, mà nếu mình làm đi mà không có lợi ích thì chẳng gì mình làm đó làm cho mệt mỏi bản thân thôi. Cho nên mình làm bất cứ chuyện gì không phải là hành đạo, mà bất cứ chuyện gì trong ngoài đời, nếu mà mình làm mà không có ý nghĩa, làm mà không có lợi ích thì đương nhiên mình chẳng muốn làm. Cho nên gì, mình phải trước khi mình làm việc gì đó, hoặc là nói chung mình thờ phụng một đạo nào đó, theo một đạo nào đó, thì mình nên tìm hiểu rõ ràng trước khi mình đi con đường đó. Cho nên anh em nào bước vào Islam và tìm hiểu về Islam mới biết được là Islam đang tôn thờ như thế nào và con đường ngay chính như thế nào, chứ không phải là mình nghĩ và mình làm. Hơn nữa, anh em ở đây thì cũng có một số đang theo Islam, nhưng mà thực sự
là Islam không phải là mỗi người phải làm theo hoặc là làm phải giống như Islam, nhưng mà thực tế là đạo là chính như thế. Nhưng mà người bước vào Islam mới bước như thế, làm sao mới họ làm tất cả hoàn thiện được những gì mà chân lý Islam đưa ra? Cho nên họ phải tập từ từ, luyện từ từ mới biết được hành đạo như thế nào, chân lý như thế nào. Họ làm từ từ chứ không bắt buộc mỗi ai phải làm được hoàn hảo giống Islam đã bảo. Và anh em ở đây khi bước vào Islam rồi mới cảm thấy là Islam nó sự thật, hướng dẫn con người của người người vào Islam như thế nào, người đó mới biết được. Chứ mình cứ nói như thế thì chẳng lẽ mình chỉ nói là hiểu bản thân của mình thôi, chứ không ai hiểu hơn ai cả, hơn hơn mình cả. Cho nên người nào làm hoặc là người nào bước vào Islam và đang đi con đường Islam đó mới hiểu được Islam như thế nào. Thì giống như ông Sheikh đã hỏi là rất có nhiều người anh em mình muốn bước vào Islam, hoặc là chị em mình khi mình đến đây rồi, khi đặt chân vào đất nước này rồi, thì thấy những người Islam đang làm những hành động hoặc là đang hành đạo rất là tốt, và đối xử con người rất là tốt. Mà chính người Islam, người Việt Nam mình, anh em Việt Nam mình hoặc là chị em muốn bước vào Islam nhưng mà rất là ngại, không 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 biết là như thế nào, ngại chuyện gì, hoặc là hơn nữa cũng không là nói là chung là không phải là ngại nữa, mà đang sợ bước vào Islam này có làm gì nữa không, hoặc là bước vào Islam này phải chia rẽ vợ chồng hay không, hoặc là bước vào Islam này có gì khác hơn phải làm nữa hay không. Cho nên anh em mình hoặc là anh chị em rất là đáng sợ vì cái chuyện đó. Cho nên Abu xin nói về cái bước vào Islam. Thì chưa khi bước vào Islam không gì mà khó cả. Chỉ nói là câu tiên thể, đọc câu tiên thể Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Đó là câu tiên thể mà bước vào Islam, mà gia nhập vào Islam. Nhưng mà nó biết ý nghĩa nó như thế nào mà mới biết là cái câu đó tôn trọng chứ. Cái câu đó là gì? Tôi xin xác nhận rằng không có thượng đế nào đáng thờ phụng mà chỉ duy nhất Allah. Mà tôi xin xác nhận rằng hoặc là chấp nhận rằng Ngài sứ giả Muhammad là sứ giả của Ngài. Đó là gì? Cái câu tiên thể mà bước vào Islam rất là đơn giản. Chứ không phải là bước vào Islam phải làm này làm nọ, làm giống những gì mà người Islam đang làm. Tại vì họ sanh đẻ ra là người Islam, từ cha sanh mẹ đẻ, thì họ từ 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 1 tuổi đến trưởng thành thì đương nhiên là họ biết tất cả, hoặc là biết là cũng hơn, nói chung là hơn mình. Cho nên vì mình bước vào Islam thì bước đầu tiên chỉ là đọc câu tiên thể. Cho nên anh chị em đừng có ngại và đừng có sợ là Islam khó khăn như thế nào. Và sau khi mình đọc câu tiên thể rồi mới mình phải làm như thế nào? Tất nhiên là sau khi mình chấp nhận nơi Allah là đáng thờ phụng duy nhất, đó là gì? Bước vào Islam, sau đó mình thờ phụng là cách thờ phụng thì mình gì, mình tìm hiểu từ từ và học hỏi từ từ mới biết được. Giống như Việt Nam mình đó có câu là muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học, đương nhiên là như thế. Cho nên nếu mà mình gì không hỏi làm sao mình biết được, và không tìm hiểu làm sao mình biết là cái đó đúng cái đó sai, đương nhiên là mình không biết được. Cho nên mình bước đầu tiên là mình phải bước vào Islam, sau đó mình tìm cách học hỏi như thế nào mình làm theo Islam. Chứ không phải là mình muốn là tất cả nhưng mà mình không học hỏi, mình không bước vào, mình không làm sao mình bước vào Islam được. Giống như Abu ví dụ như thế này. Ví dụ người muốn biết lái xe ô tô hoặc là xe máy. Họ nói là tôi rất là muốn điều khiển xe máy. Nhưng mà người đó chỉ biết nói là muốn mà thôi. Nhưng mà thực tế không một ngày đó đi tập và không đụng vào xe máy. Làm sao mới có ngày biết điều khiển xe máy đó? Cho nên gì? Bước vào tất nhiên là mình phải tập từ từ mới mình biết được. Một ngày đầu tiên rất là khó. Một ngày đầu tiên mình tập ngã lên, ngã xuống, té lên, té lui, té xuống. Đó là đương nhiên. Là
chất lạ sao quen. Cho nên gì, mình bước vào Islam cũng như thế, bước đầu tiên là gì, nói cả câu tiên thể, là đó là bước đầu tiên, là gia nhập vào Islam. Sau đó gì, mình tìm hiểu từ từ, mình sẽ làm được thôi. Cho nên anh em mình hoặc là chị em, nếu mà muốn bước vào Islam thì đương nhiên là rất là dễ dàng, chứ không phải là khó khăn. Giống như chị em đang nghĩ, hoặc là anh chị đang nghĩ